xếp hạng mức độ vô cảm của 12 cung hoàng đạo. Ai quá nhiệt tình, ai lại lạnh lùng đáng sợ. Xếp hạng mức độ vô cảm của 12 chòm sao cho chúng ta nhận ra rằng có quá nhiều người không sống thực với cảm xúc của mình vì họ thiếu sự tự tin và hay lo sợ. Hãy cùng xem, trong số 12 cung hoàng đạo, đâu là chòm sao vô cảm, lạnh lùng nhất nhé. Hạng 12 Chòm sao song ngư Xếp hạng mức độ vô cảm của 12 chòm sao, cung song ngư đứng ở vị trí cuối cùng vì cuộc sống của chòm sao này luôn đông đầy cảm xúc. Dường như mọi việc họ làm đều tuân theo chỉ dẫn của cảm xúc và hiếm khi là theo lý trí. Chòm sao này có khả năng thấu cảm đặc biệt, họ cảm nhận mọi việc sâu sắc hơn bất cứ ai. Song ngư hiểu rằng ai đang buồn, ai đang tổn thương, ai đang thực sự hạnh phúc và họ sẵn sàng ở bên để tâm sự chia sẻ cùng người đó cho dù đối phương là người quen hay người lạ nổi tiếng là chồng sao giàu lòng trắc ẩn và sống tình cảm song ngư không bao giờ ngại thể hiện rằng mình đang thực sự quan tâm đến bạn bè và gia đình như thế nào đó thường là cảm xúc suy nghĩ chân thành của cung hoàng đạo này mọi người quá quen với việc song ngư chất chứa một mớ cảm xúc hỗn độn thế nên họ luôn nằm trong tầm chú ý, được quan tâm, chăm sóc của người thân. Đôi khi, họ mong manh, dễ vỡ, nên cần có người ở bên để bầu bạn. Hạng 11 Chồng sao cự giải Những người thuộc cung hoàng đạo cự giải, cực kỳ nhạy cảm, họ khá ngại ngần trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng không hề vô cảm đâu đấy nhé. Nếu là bạn bè, hay người thân của cung cự giải, bạn sẽ biết rõ rằng, họ suy nghĩ mọi thứ khá thấu đáo đối với chồng sau này không cần phải đoán già đoán non về cảm nhận của họ nghĩ gì là cự giải nói nấy đấy nhưng may mắn là nếu nhận xét về ai thì họ chỉ nói về những điều tốt mà người đó có mà thôi chồng sau này quan tâm đến mọi người họ luôn muốn chăm sóc cho người khác cự giải thích được đánh giá cao vì những nỗ lực của họ và sẽ cảm thấy buồn và thất vọng nếu bạn không làm điều tương tự. Do đó, đừng quên khen ngợi, động viên và thể hiện sự quan tâm tới cự giải nhé. Vốn là chồng sao dễ mềm lòng, nên đôi khi, lòng tốt của cự giải bị lợi dụng. Họ hành động một cách cảm tính, dễ bị ảnh hưởng bởi người đối diện, và từ đó, nguy cơ bị lừa gạt cũng cao hơn. Hạng 10 Chồng sao xử nữ Xử nữ hành xử cũng rất bột phát, vì đó là những lần họ để cảm xúc quá lớn ác và có xu hướng nhìn nhận mọi thứ một cách quá cá nhân. Thậm chí, họ còn không đủ nhận ra mình phản ứng thái quá chỉ vì suy nghĩ có phần tiêu cực. Những con người này luôn đông đầy cảm xúc, dường như chỉ chực chờ ai đó chạm đến để có thể tuôn trào mà thôi. Họ cực kỳ mong manh, dễ vỡ và luôn cần có người che chở, dù họ cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, cũng không thể che giấu nổi sự yếu mềm bên trong không ít lần họ nhạy cảm với những từ ngữ dành cho mình đến nỗi hiểu sai một lời khen là một sự xúc phạm chồng sao này cực kỳ dễ xúc động và mau nước mắt vì thế nên hạn chế trêu chọc họ bạn nhé hạng chín chồng sao hổ cáp hổ cáp bị đồn là một tay chơi không trân trọng tình cảm cũng chỉ vì nay họ thân thiết người này mai lại thân mật với người khác dường như họ thay bạn trai bạn gái như thay áo vậy thế nên người ta cho rằng thứ họ nghĩ tới là gần gũi về thể xác nên thường sẽ gặp khó khăn khi kết nối với bất kỳ ai về mặt tình cảm điều này là không thực sự đúng chồng sao hổ cáp là người thiên về cảm xúc chứ không phải chỉ có lý trí đâu nhé những gì mọi người đang thấy thực ra là lúc mà cung hoàng đạo này chỉ cố ý thử xem họ kết nối với ai, ở mức độ tình cảm như thế nào. Họ cũng chỉ đang chọn lựa, tìm hiểu, chứ không phải vội vàng yêu ai đó để rồi hối hận. Nếu yêu quý bạn thật sự thì họ sẽ mở lòng với bạn như một cuốn sách vậy. Do đó, hãy từ tốn đọc và nghiền ngẫm nó, thay vì vội vàng đánh giá qua trang bìa của họ. Hạng 8. Chồng sao sư tử là cung hoàng đạo sướng nhất sư tử rất biết cách chia sẻ niềm vui hạnh phúc của mình cho mọi người vì họ biết rằng những người xung quanh mình đang có nhiều nỗi buồn khổ sư tử có xu hướng cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn rất nhiều người xung quanh mình vấn đề duy nhất là họ có một cái tôi quá lớn nên muốn che giấu cảm xúc của mình do đó sư tử có thể chuyển từ nhạy cảm cao sang vô cảm tùy thuộc vào tình huống và đối tượng mà họ tiếp xúc. Nếu họ thực sự quan tâm đến bạn, chồng sau này sẽ thực lòng yêu mến, chăm sóc cho bạn. Tuy nhiên, nếu họ vô tâm, có nghĩa là họ không có tình cảm với bạn. Do đó, đừng vội cho rằng, họ là một kẻ vô cảm, điều này tùy thuộc, bạn là ai đối với họ mà thôi. Hạng 7 Chồng sao Kim Ngưu An toàn là ưu tiên hàng đầu, đối với Kim Ngưu, trong bất cứ mối quan hệ nào từ lâu họ tự trang bị cho mình một lớp vỏ cứng bọc bên ngoài để che giấu những suy nghĩ quan điểm sống cá nhân thế nhưng thực ra bên trong họ lại lém lỉnh dễ thương nhìn bề ngoài mọi người sẽ nghĩ rằng kim ngưu không thực sự quan tâm tới điều gì hoặc nghĩ rằng họ chẳng cần yêu đương họ tỏ ra vô cảm cũng chỉ vì sợ bị tổn thương mà thôi sự thật là chỉ đến khi là một nửa của Kim Ngưu, bạn mới cảm nhận rõ ràng họ yêu bạn tới nhường nào và sẵn lòng làm mọi thứ để thể hiện điều đó. Họ sống chân thành và không hề vụ lợi, dành nhiều thời gian, tiền bạc cho người mình yêu. Họ luôn cởi mở về cảm xúc của họ trong một mối quan hệ, thế nhưng nếu bị phản bội, lừa gạt tình cảm, họ sẽ tổn thương và khép lòng mình lại. Hạng 6. Chồng sao Ma Kết xếp hạng mức độ vô cảm của 12 chòm sao sẽ có mặt ma kết ở vị trí gần tốt đầu vì cung hoàng đạo này khá lý trí, thậm chí đôi khi bị cho là ích kỷ vì họ thích ở một mình và luôn luôn quan tâm tới bản thân mình mà thôi. Họ lao đầu vào những nhiệm vụ nên chẳng mấy khi quan sát những chi tiết xung quanh hay cuộc sống đang diễn ra thế nào. Sự tập trung cho sự nghiệp quá cao nên họ có xu hướng xem nhẹ những thứ khác chồng sao này không đồng cảm lắm với cảm xúc của người khác vì điều này họ dường như không có bộc lộ tình cảm sự quan tâm của mình đối với một nửa ngay cả khi hai người đang yêu sự lạnh lùng khiến đối phương cảm giác hờ hững có cũng như không sự xa cách này dần dần sẽ khiến người ấy cảm thấy lạc lõng và tình cảm dễ rạn nứt hạng năm chồng sao thiên bình thiên bình có thiên hướng đặc biệt với nghệ thuật họ vốn để ý chi tiết mọi thứ xung quanh để diễn đạt chúng qua những tác phẩm của mình thế nhưng họ vẫn tỏ ra như thể mình là người thực tế không bao giờ quá bay bổng một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của thiên bình đó là sợ một ngày mình quá phụ thuộc vào đối phương bởi vì điều này thiên bình sẽ không thể hiện cảm xúc không muốn bị người khác cho là mình thiếu thốn tình cảm thế nhưng trên thực tế thì thiên bình, hay bị tác động bởi ý kiến của người khác, và họ rất quan tâm đến việc, người ngoài xác nhận xem, mình xấu hay tốt, làm việc này đúng hay sai. Hạng 4 Chồng sao song tử Song tử đa nhân cách, họ năng động, vui vẻ, đáng yêu, và luôn sẵn sàng kết bạn với mọi người. Tuy nhiên, họ hầu như không đủ tập trung, để trở nên quá gắn bó với một ai đó. Ngay khi bắt đầu, cảm thấy mình có cảm xúc với đối phương là họ sẽ tìm cách thay đổi chồng sau này vừa mới tỏ ra nhiệt tình đó thì nay lại lạnh lùng đến kỳ lạ song tử che giấu cảm xúc của mình dưới những trò đùa mỉa mai họ hành xử như thế cũng chỉ vì không muốn ai đó cho rằng tình cảm của mình là điều hiển nhiên rồi biến song tử trở thành kẻ ngốc trong mối quan hệ nỗi sợ hãi luôn thường trực này là lý do tại sao họ che đậy cảm xúc của mình và trở nên xa cách với hầu hết mọi người sau một thời gian ngắn gần gũi. Hạng 3. Chồng sao Bảo Bình Xếp hạng mức độ vô cảm của 12 chòm sao, Bảo Bình đứng vị trí thứ ba chỉ vì họ có tính cách thất thường và thờ ơ trước những vấn đề của người khác. Tường thành vững chãi mà Bảo Bình tự xây dựng xung quanh mình nhằm che đậy cảm xúc cũng chỉ là một hành vi tự bảo vệ giúp họ không bị tổn thương. Bạn sẽ cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để Bảo Bình sẵn sàng mở lòng. Ngay cả với những người được gọi là bạn bè và gia đình, Bảo Bình sẽ vẫn luôn tạo ra khoảng cách và không muốn tỏ ra gần gũi hay thân thiết quá. Hạng 2. Chồng sao Nhân Mã. Không giống như những người khác chỉ biết che đậy cảm xúc, Nhân Mã trước đó đã tìm cách để không bao giờ rơi vào những hoàn cảnh khó xử. Họ chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống tự do tự tại và sẽ không quá dính líu đến người khác giới. Họ không muốn cảm xúc đôi lứa quá ảnh hưởng trong bất cứ tình huống nào. Nhân Mã cũng sẵn sàng dùng những lời lẽ cay nghiệt để khoét sâu nỗi đau của ai đó đang cố tình qua mặt họ. Đó là lý do người ta nghĩ rằng Nhân Mã vô cảm, thiếu đi sự đồng cảm cần thiết của người với người. Hạng 1 chồng sao Bạch Dương. Bạch Dương vô cảm và quá hời hợt, nếu từng có người yêu thuộc chồng sao này vào đúng thời điểm họ đang khởi nghiệp thì bạn cảm nhận sự lạnh lùng đến cùng cực của đối phương. Chồng sao này có tính cách bốc đồng và bộc phát. Họ tận hưởng cuộc sống nhanh nhanh và gấp gáp, đây là lối sống không liên quan đến tình cảm chân thành hay bất cứ ràng buộc nào. Họ cho rằng việc suy ngẫm về cách họ cảm thấy hoặc việc thể hiện cảm xúc là một việc lãng phí thời gian vì vậy họ không muốn làm điều đó hơn nữa chồng sau này có cái tôi lớn họ tự tin đến nỗi không quan tâm đến việc họ được yêu hay bị ghét miễn là họ cảm thấy mình vẫn tốt là được